Rồi, em xin chào tất cả anh chị cô chú nha. Giao lưu một cây sơn liễu đọt đỏ nha anh chị cô chú. Vành vị trí đây là 15 nha. Vành tổng là 15. Cao là 30. Còn cái tán ngang hết tàn nó là 60 nha anh chị cô chú. Dòng sơn liễu này về anh chị cô chú có thể hạ thủy nha, vào hồ cá hoặc hòn long bộ nha. Cây quá già cây nha. Phom tàn mình luôn nha anh chị cô chú. Rồi, cảm ơn anh chị cô chú đã xem bài và ủng hộ em luôn.